Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xây tơ hồng rồi em. Giờ tình lành diễn tiếp cho ai xem bây giờ. Thôi thức bao đêm ngày tình gì, người đi ta vẫn hương làm gì. Thôi ta đứt dây tơ hồng rồi. Cho em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Ba mẹ em khó tính thì ba mẹ anh cũng chẳng.
chẳng có gì trong tay. Sáng suốt xôi làm, chưa về làm thêm gói mì. Nhà anh thì cầm bốn, xe anh thì đi với tàu. Nhìn anh không biết em có chịu thương không. Anh đây thì vẫn ê, xe anh vẫn thừa yên sau. Nếu thích đi xa, em chỉ cần alo anh tới tận nhà. Anh chẳng phải siêu nhân, chứ anh thì luôn sẵn sàng. Quyết tâm bảo vệ cho em. Anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Ba mẹ em khó tính thì ba mẹ anh cũng chẳng vừa. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi. Nắm tay qua mọi gian khó, dẫn bước trên con đường dài. Anh sẽ luôn thật cố gắng, ta cùng nhau đắp xây tương lai. Đừng bận tâm trí nữa, cố gắng vây đủ rồi. Giờ đã có anh đây rồi. Chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Ba mẹ em khó tính thì ba mẹ anh cũng chẳng vừa. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi. Nắm tay qua mọi gian khó, dẫn bước trên con đường dài. Em sẽ luôn thật cố gắng, ta cùng nhau đắp xây tương lai. Đừng bận tâm trí nữa, cô đơn vây đủ rồi. Giờ đã có anh đây rồi. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Ba mẹ em khó tính thì ba mẹ anh cũng chẳng vừa. Hạnh phúc đi lên từ những điều bé thôi. Nắm tay qua mọi gian khó, dẫn bước trên con đường dài. Em sẽ luôn thật cố gắng, ta cùng nhau đắp xây tương lai. Đừng bận tâm trí nữa, cô đơn vây đủ rồi. Giờ đã có anh đây rồi. Cũng chẳng dễ phai màu. Lúc thức dậy chẳng thấy em đâu. Chẳng
còn kề bên như lúc ban đầu. Thời gian qua tình mình đậm sâu bao nhiêu, càng làm tim anh nhói đau em có hiểu. Tình đã phai dấu, người giờ ở đâu? Mình anh đến thâu, lòng này anh thâu. Tình yêu trong sâu, thiếu cõi lòng. Chẳng còn nữa đâu, tình này dở dàng. Người sang bên ấy để anh nơi này, chịu đựng đắng cay, lòng đầy thương nhớ. Lỡ duyên kiếp này, biết có kiếp sau để mình thấy nhau một lần nữa. Yêu em thật nhiều đến thế, ngờ mai sẽ chung lối về.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thể thốt đúng như câu chuyện trên phim. Người ta bảo đừng cố tìm câu chuyện người ta mình từng nghe qua. Giờ đây mình là người ta, chỉ cần một phút chúng ta có thể yêu nhau, còn quên cơn ca đôi vai khó. Hôm ấy vui tưng bừng, tưng vui chúc mừng, còn tôi là người nước mắt rơi như dòng
Lúc
đó ai hồn nhiên do hôm nay thân hình lại úa tàn. Tôi sắp tan cùng đời mình giờ lại hóa kiếp phân mình. Ai đón đâu phần em ai đem thân mình rẽ bàn. Vì ai cũng sẽ xa nơi chốn này để vững trên đường đi khoe mắt đây. Người ta sẽ cho em nhé.